Gương mặt đảng viên trẻ đầu tiên của trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Đà Lạt, đó chính là Lê Nguyễn Khánh Băng, một cô gái được các bạn học sinh trong trường nhắc đến và ngưỡng mộ, coi đây là tấm gương, là động lực để phấn đấu. Bởi trong suốt 3 năm học tại đây, Khánh Băng đã không ngừng nỗ lực, cố gắng rèn luyện để trở thành một học sinh vừa hồng vừa chuyên. Có thể điểm qua một số thành tích nổi bật của cô nàng, như là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Trung học Phổ thông Trần Phú năm học 2022-2023. 3 năm liền là học sinh giỏi, đạt giải 3 môn sinh học cấp tỉnh, học sinh xuất sắc nhất khối 10 và khối 12, và là học sinh 3 tốt cấp trung ương cùng nhiều thành tích khác. Khánh Băng cho biết, khi vào lớp 10, bản thân đã được các thầy cô giáo trong chi bộ trường Trung học Phổ thông Trần Phú quan tâm giúp đỡ, định hướng rõ ràng mục tiêu phấn đấu với ước mơ là được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ mục tiêu này, Khánh Băng luôn xác định việc học để tích lũy và bồi đắp kiến thức là điều quan trọng trước tiên, sau đó là rèn kỹ năng, thông qua việc tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, từ thiện, các cuộc thi để thể hiện và khẳng định năng lực của bản thân. Phấn đấu trở thành đảng viên đối với Khánh Băng không phải chỉ là ý tưởng, mà còn là một quá trình bản thân không ngừng mài dũa, rèn luyện, nâng cao phẩm chất để có thể xứng đáng trở thành người cộng sản. Mình cũng may mắn là do ông nội mình cũng được 40 năm tuổi đảng. Ông nội là một tấm gương rất là lớn đối với mình. Ông nội đã cho mình biết được là đảng được giúp ích gì cho nhân dân, đảng giúp ích gì cho nhân dân đất nước. Rồi bên cạnh đó thì mình thấy là khi mà vào đảng thì mình học tập được rất là nhiều. Để mà phấn đấu được vào đảng thì mình cũng đã phải phấn đấu học về các nội chính trị, về các điều lệ đảng, về đảng viên như thế nào. Thì hôm nay được ở đây được làm cái lễ kết nạp đảng như thế này thì mình cảm thấy là mình rất là vinh dự và tự hào. Mình cảm ơn các thầy cô ở đây cũng đã giúp đỡ mình rất là nhiều để trong cái quá trình để mình có thể phấn đấu được vào đảng ngày hôm nay. Nối tiếp niềm tự hào của đàn chị Lê Nguyễn Khánh Băng, hai bạn Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Kim Ngân, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Trần Phú, thành phố Đà Lạt, năm học 2023-2024 cũng đã tiếp bước bước chân vào hàng ngũ của đảng khi chỉ vừa 18 tuổi. Để có được niềm vinh dự và đầy tự hào đó là cả quãng thời gian dài, liên tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện để có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Với Khánh Linh, cô nàng đã đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn và là học sinh 3 tốt cấp trung ương cùng nhiều thành tích khác. Còn với Nguyễn Kim Ngân, cô gái đầy mạnh mẽ này cũng là học sinh tiêu biểu của trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Kim Ngân đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, như 3 năm liền là học sinh giỏi, đạt giải 3 môn sinh học cấp tỉnh. Kim Ngân chia sẻ, trở thành đảng viên tuổi 18 không chỉ là niềm tự hào của bản thân mà còn của cả gia đình. Vậy đây vừa là sự kế thừa, vừa là cơ hội và động lực để tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện, cũng như phấn đấu nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong thời gian sắp đến. Mình nghĩ mà cái khó khăn duy nhất khi mà mình phải đối mặt khi muốn đứng trong hàng ngũ của đảng đó là mình chưa có tự tin về bản thân của mình lắm. Đôi lúc mình nghĩ là bản thân mình chưa thực sự tốt để mà mình có thể đứng trong hàng ngũ của đảng ở một cái lứa tuổi trẻ như vậy. Thì trong những lúc đó thì gia đình luôn động viên mình là thì nhà mình kêu là hãy tự tin, kiểu bản thân mình có thể làm được nếu mà mình tin là mình có thể. Vì vậy nên là mọi người hãy đừng có lo sợ gì hết, mọi người cứ tin về bản thân mình thì chắc chắn là mọi điều nó sẽ diễn ra theo một cái hướng tốt đẹp hơn. Hôm nay là em vô cùng vinh dự và khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp nối truyền thống của gia đình, khi nhà em là thế hệ thứ 3 được kết nạp, được bước vào đảng. Ngoài ra là em sẽ ngày càng phấn đấu rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để có thể thấy mình là để chứng minh là mình xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của đảng khi ở một lứa tuổi khá là trẻ, được bước vào một môi trường mới là ở trường đại học, thì được đứng vào hàng ngũ của đảng viên khi ở đại học thì mình sẽ ngày càng tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và truyền tả những cái thông điệp quý báu trong của Đảng Cộng sản Việt Nam tới những người trẻ như thế hệ cùng thế hệ với mình. Và mới đây, ngày 7 tháng 8, Đảng bộ trường Trung học Phổ thông Trần Phú, thành phố Đà Lạt tiếp tục vinh dự tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai học sinh là Lê Quang Dũng lớp 12A8 và Tạ Thụy Hà My lớp 12A7.
Đây là những học sinh giỏi đoàn viên ưu tú của trường Trung học Phổ thông Trần Phú năm học 2023-2024. Các bạn đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Trong đó Hà My đạt giải 3 môn ngữ văn cấp tỉnh, còn Quang Dũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ kỹ năng của nhà trường. Trải qua quá trình bồi dưỡng và thử thách, hai bạn đã khẳng định được tố chất của những đảng viên trẻ, những nhân tố giàu lý tưởng, có năng lực và khả năng đóng góp cho sự phát triển của đảng. Đây là niềm tự hào lớn lao của nhà trường, tạo động lực để trường Trung học Phổ thông Trần Phú tiếp tục gieo hạt giống đỏ, ươm những mầm xanh cho đảng trong thời gian tới. Đối với Đảng bộ Trần Phú thì chúng tôi thường xuyên quan tâm đến cái công tác phát triển đảng viên. Và trong 3 năm trở lại đây thì thực sự là chúng tôi rất quan tâm và bắt đầu là phát triển nguồn từ các em học sinh bằng cách là thành lập tổ trung kiên. Tổ trung kiên thì là tập hợp tất cả những em học sinh ưu tú, xuất sắc về học tập cũng như trong rèn luyện, cũng như là trong hoạt động phong trào. Và từ đó là bồi dưỡng, xây đắp niềm tin cho các em. Đó là một cái động lực để cho các em hướng phấn đấu vào đảng. Và đó cũng là một cái nguồn mà chúng tôi tiếp tục là củng cố và xây dựng để có thể kết nạp được nhiều đảng viên là học sinh hơn nữa trong đảng bộ trường Trần Phú chúng tôi. Được biết, thời gian tới, trường Trung học Phổ thông Trần Phú Đà Lạt sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo, triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường, tăng cường việc tuyên truyền quản lý và giáo dục tư tưởng lý tưởng đạo đức cho học sinh, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh, quan tâm chú trọng đến việc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, phấn đấu kết nạp được 10 đảng viên trở lên, trong đó có đảng viên là học sinh.